Em hướng dẫn dùng web để truy cập vào các xem thông số của con sạc này nhé. Đầu tiên mình phải có token nhé. Token thì có thể em đưa trước hoặc là mình copy nó là cái dãy số dài dài đó. Em đưa trước. Rồi mình vào cái Safari của iPhone nhé. Safari của iPhone. Đúng. Safari. Tìm quá. Chéo còn đúng. Safari. Không tìm thấy nhỉ. Đây Safari nhé. Rồi mình nhập địa chỉ đây. Địa chỉ để vào cái đối sạc này. Em HTTP không có S nhé. 2 chấm sạc sạc MPPT gạch ngang T Q H chấm D D N S dot net. Đó, không có S nhé. HTTP cái này dư ba chữ T này. HTTP 2.xxx MPPT gạch ngang TQH chấm DDNS dot net nhé. Rồi ấn đi. Đấy, bắt mình đăng nhập nhé. Rồi token mình sẽ dán vào đây nhé. Token dán vào đây. Mình có copy sẵn rồi, hoặc là em gửi cho sẵn đấy. Rồi em pass vào. Rồi. Rồi cái server này nhập vào là mppt.php luôn nhé. Không có http nhé. Copy thường. Cái này mình chỉ làm lần thôi nên sẽ nhớ. Nó tự lưu thôi. mppt.php mppt.php.ddns.net. Rồi sau khi nhập chính xác nhé. Nhập sai là nó không có nữa đâu. Rồi ấn collect. Nó sẽ vào trang web này nhé. Nếu nó zoom quá thì co lại nhé. Đó. Mình để auto sync khoảng 3 giây nhé. 3 giây nhé, không để thấp quá nhé. Rồi 3 giây. Nó sẽ hiện thông số của sạc đó. Điện áp pin này. Dung lượng thứ. Đó, trang cài đặt này. Rồi sau đó. Đó là cái kết nối nhé. Mình tạo cái trang có thể tạo kết nối nhanh nhé. Thì mình vào đây này. Mình tạo đây. Ấn Homebrew. Chọn Ấn Homebrew nhé. Đó, mình chọn cái tên mình nhé. Sạc. Cái này tạo cái socket cho màn hình nhé. Vẫn là cái địa chỉ này nhé. Xong. Đó. Đấy, nó sẽ ra cái biểu tượng này này. Lần sau mình chỉ cần chạy, còn không cần phải tìm Safari nữa nhé. Nó tạo ra cái app, kiểu app. Cái đâu ra đây. Rồi nó vẫn mình đăng nhập này. Chỉ khó đăng nhập lần này nữa nhé. Collect. Đó, ra cái app này nhé. Tự cái app này. Để 3 giây nhé.
lần sau là nó sẽ nhớ, không cần phải nữa. Cái này là đang xây dựng nhé, không có gì đâu, chủ yếu mình dùng cái xem hệ thống và cài đặt thôi nhé. Ok, đó. Làm lại này. Thì nó tự load rồi nhé, không cần phải nhập gì nữa. Ấn lock out là phải nhập lại này. Đây là lock out nhé. Nó suy này nó làm tươi này. Cái này mình có thể xem theo 1 giờ này, 6 giờ này. 1 giờ, 6 giờ. Đó. Cái trắng mình chạm vào nhé, để nó hiện ngày đấy. Cái này mình muốn bỏ cái nào thì bỏ cái này đi nhé. Đó, bỏ tích đi. Xem một biểu đồ thôi. Tích vào nhé, thì nó hiện số. 6 giờ này. 1 giờ này. Đó, tương tự vậy nhé. Cài đặt đi. Cái này hiện cái tăng giảm nhé. Hoặc là nhập số trực tiếp vào đây nhé. Đó, xong. Ok. Trên app link thì cũng tương tự nhé. App link thì chỉ có trên điện thoại Android thôi, còn iPhone chắc không còn đâu. App link thì mình có thể ấn nút play bật này. Top này. Đó, ở đây nó sẽ có clone nhé. Clone này nó tạo ra cái QR để mình tạo ra cái app. Một lần sau quét là cái này tạo luôn, đeo là xóa ấy, không được ấn nhé, ấn là mất cái app luôn đấy. Cái tên này mình có thể chỉnh chạy tên như mình muốn nhé. Đó. Okay. Cái tên này mình chỉnh luôn này, thích chỉnh thì chỉnh nhé. Đó, trên app 6 giờ này, 1 giờ này, cấp độ đồ nhé, cài đặt này. Okay.